Chào anh chị, chào cô chú ạ. Hôm nay mời cô chú anh chị ngắm một bông hoa dạ hạc có tên là Yến Thanh. Yến Thanh thì như anh chị với cô chú biết rồi đó, Yến Thanh nó là một bông mũi trắng, ám và gần bền. Đây, lửa nó đây. Thì cái lửa này em nghĩ là chưa đạt lắm. Nó cũng đỏ hết rồi đây, nhưng mà nó chưa có đạt lắm. Bởi vì những cái bông hoa Yến Thanh thấy người ta chụp thì cũng rất là đẹp. Lửa nó đậm hơn một xíu. Với lại cây này em thấy về ngoài Bắc thì lưỡi nó thường đẹp hơn ở trong Nam mình. Tất cả những cây bẹt cũng vậy. Một số cây bẹt về ngoài đó lưỡi rất là đậm luôn. Còn ở trong này thì lưỡi nó cũng bình thường, có khi phân thùy luôn á. Mà về đó lưỡi nó bẹt nó lem ra ngoài hết. Điểm nhấn của cây Yến Thanh này là cái mũi trắng thôi. Cánh thì do cái cánh này nó bị ghẻ nha chị nha. Cánh này nó là nó bị ghẻ từ trong nụ nên nó bị. Còn Yến Thanh nó là cái ám chứ không phải cái trắng. Như cái nụ như cái này thì nó ám hết nè. Anh chị thấy không? Cánh của nó ám, không có màu. Cái Yến Thanh không phải là cái nấm cái trắng mà nó là cái ám nha anh chị. Mũi trắng, lưỡi đỏ. Về nụ thì đây, nụ của Yến Thanh thì bình thường như những cái nụ khác thôi, không có gì đặc biệt cả. Về thân lá thì Yến Thanh dạng như là một cây xanh sạch, nhưng mà mầm lên thì vẫn có màu nha anh chị. Mầm tơ lên vẫn có màu, nhưng mà cây lớn thì đây không ngấn cổ lá luôn ạ. Đặc điểm của cây Yến Thanh này thì nó thân nó hơi thuông, nó hơi nhỏ chứ nó không có nù như cây Lâm Thồn. Cây Lâm Thồn thì nó nù hơn, mập hơn. Yến Thanh thì nó thiên về đi ngọn hơn, cây này đi ngọn hơi ác. Đây là bông của nó. Anh chị có thể đăng ký theo dõi kênh của em để có thể xem được những clip hoa nở như thế này và những cái hướng dẫn của em để chăm sóc lan cho những người, nói chung là cho những anh chị mới chơi thôi. Còn những mà anh chị mà chơi lâu rồi thì mấy cái đó nó cũng đơn giản, không có gì cả, không có gì quan trọng cả. Riêng tất cả những cây dạ hạt rừng này thì đều có mùi thơm hết nha anh chị nha. Dạ rồi, em xin chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những clip lần sau ạ.